Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiên Diệp. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đứng chung bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bale đang trải qua cơn khô hạn bàn thắng tệ hại ở Real. Gareth Bale được kỳ vọng như một tay săn bàn chủ lực của Real Madrid, song đã hơn 4 tháng qua, tiền đạo người xứ Wales chưa có lần nào đứng tung mảnh lưới của đối phương ở La Liga 2019-2020. Lần gần nhất mà Bale nổ súng ở La Liga mùa này là trước Villarreal hôm ngày 1 tháng 9 năm ngoái. Trong trận đấu này, cựu ngôi sao Tottenham lập cú đúp giúp Real hòa 2 đều trên sân De La Ceramica. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Bale đã trải qua 688 phút thi đấu mà không được ghi thêm bàn thắng nào tại sân chơi cao nhất Tây Ban Nha. Đáng chú ý, đây là cơn khô hạn bàn thắng tệ thứ hai trong sự nghiệp của Bale ở Real. Ở mùa 2014-2015, Bale từng trải qua 829 phút im hơi lặng tiếng tại La Liga. Với những gì đang thể hiện, chưa biết chừng Bale sẽ phá kỷ lục tồi tệ của chính mình mùa 2014-2015. Lâu nay tương lai của chân sút 30 tuổi vẫn là dấu hỏi lớn tại Bernabeu. Bale được cho là đã chán ngấy với Real nên muốn tìm đường rời khỏi câu lạc bộ. Ở phiên chợ hè 2019, Bale đã có thời điểm ở rất gần với việc sang Trung Quốc chơi bóng, song thương vụ đổ bể vào phút chót. Theo tình hình hiện tại, anh nhiều khả năng sẽ ra đi vào mùa hè 2020. Với bến đỗ tiềm năng có thể là quay lại được bóng cũ Tottenham. Lúc này Bale vẫn còn 2 năm hợp đồng với Real Madrid. Guardiola chỉ lo lắng nếu MU được thỏa sức chạy. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết ông sẽ không thay đổi chiến thuật khi chạm trán Manchester tại lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn diễn ra hôm ngày 8 tháng 1 tới. Tháng trước, MU đã xuất sắc hạ Man City 2-1 ngay tại sân Etihad trong khuôn khổ ngoại hạng Anh, nhờ lối đá phản công sắc lẹm. Oan gia ngõ hẹp, hai đội bóng thành Manchester lại chạm trán nhau ở bán kết Cúp Liên đoàn với khởi đầu là trận lượt đi diễn ra tại Old Trafford. Dù đã bại dưới tay MU cách đây chưa lâu, nhưng huấn luyện viên Guardiola bật mí ông sẽ không thay đổi lối chơi của Man City. Nhà cầm quân Nguyệt Văn Nha nói, vẫn sẽ như cũ thôi, dĩ nhiên đá tại Old Trafford sẽ có đôi chút khác biệt so với ở Etihad, nhưng họ là đội được xây dựng để chạy. Khi chạy họ là một trong đội bóng hay nhất, không chỉ tại Anh. Lý do là bởi họ sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ như Daniel James, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford và Jesse Lingard. Tôi cảm giác rằng họ vẫn sẽ chạy 1, 2, 3 lần hoặc nhiều lần nhất có thể. Chúng tôi cần phải giảm thiểu sai lầm trong khâu tổ chức lối chơi. Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho điều này, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chơi theo cách của mình. Ở trận thua trước MU hồi tháng 12, Man City là đội áp đảo về mặt kiểm soát bóng cũng như số cơ hội tạo ra và Pep cảm thấy đội bóng của ông đã không nằm sai. Tôi sẽ không chuẩn bị cho trận đấu tới với suy nghĩ không để cho Manchester chạy. Chúng tôi phải cố gắng ghi bàn khi tới Old Trafford, thi đấu theo cách của mình và cố gắng thu về kết quả tốt. Ngoài trừ những phút đầu tiên bị thủng lưới liên tục do tạo cơ hội cho MU có thể chạy phản công. Nhìn chung tôi hài lòng với phần còn lại khi chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và áp đảo. Tôi muốn đội bóng của mình tiếp tục thi đấu như vậy ở Old Trafford, Pep khép lại. Chelsea nhắm tiền đạo xuất sắc nhất Nam Mỹ 2019 nhằm tăng cường sức mạnh cho mặt trận tấn công. Bài nạo Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Gabigol, chưa xuất hiện được Inter Milan đem cho Flamengo mượn. Hàng công của Chelsea đang có 3 cái tên là Tammy Abraham, Oliver Giroud và Mitchie Batshuayi. Tuy nhiên, 2 cái tên đứng sau không thường xuyên được huấn luyện viên Frank Lampard sử dụng từ đầu mùa giải. Nhiều khả năng, bài nạo đội bóng sẽ để Batshuayi và Giroud ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Để giảm tải gánh nặng ghi bàn cho chân sút trẻ Abraham, Chelsea đang lên kế hoạch mang về ít nhất một ngôi sao tấn công. Sau khi gặp khó khăn trong việc hỏi Timo Werner của RB Leipzig, huấn luyện viên Lampard đang chuyển hướng sang hỏi mua tiền đạo Gabriel Barbosa. Tiền đạo được ví với biệt danh Gabigol và thi đấu cho Flamengo theo dạng cho mượn từ Inter Milan mùa giải trước. Gabigol là người hùng trong trận chung kết Copa Libertadores 2019 với 2 bàn thắng. Ở những phút cuối trận giúp Flamengo được ngược dòng, đánh bại đương kim vô địch River Plate với tỷ số 2-1 để đăng quang ngôi vương lần đầu tiên sau tròn một thập kỷ. Chân sút 23 tuổi đồng thời cũng là vua phá lưới Copa Libertadores với 9 bàn thắng được ghi. Tại Brazil Serie A, chân sút đang được Inter Milan đem cho Flamengo mượn cũng có được 25 bàn thắng sau 29 trận đấu, giành danh hiệu vua phá lưới, góp công lớn giúp đội nhà giành chức vô địch. Tính ra Gabigol mùa giải vừa qua đã có 34 bàn thắng, 11 đường kiến tạo sau 41 trận cho Flamengo. Màn trình diễn ấn tượng này giúp Gabigol nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 2019. Bên cạnh Gabigol, ưu tiên của Chelsea vẫn là tiền đạo Jadon Sancho của Dortmund. Huấn luyện viên Lampard sẽ có khoảng 150 triệu bảng để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020 sau khi lệnh cấm chuyển nhượng của câu lạc bộ được dỡ bỏ. Beckham muốn chiêu mộ Pedro của Chelsea. Trong nỗ lực xây dựng đội bóng Inter Miami tại MLS, David Beckham đang trèo kéo không ít tên tuổi lừng lẫy của bóng đá thế giới. Cái tên mới nhất được minh tinh sân cỏ này đưa vào tầm ngắm là Pedro của Chelsea.
Pedro đang trải qua những ngày tháng chán trường tại Madrid từ khi huấn luyện viên Frank Lampard trở lại Chelsea với cương vị huấn luyện viên. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha ra sân chưa đầy 600 phút và chỉ đá vỏn vẹn 4 trận tại ngoại hạng Anh. Hợp đồng giữa Pedro và Chelsea sẽ đáo hạn vào tháng 6 tới. Do đó chắc chắn cầu thủ này sẽ rời bỏ Stamford. Thậm chí Pedro thổ lộ anh muốn trở lại mái nhà sư Nukem để khoác áo đội bóng cũ Barca. Pedro là thành viên của Barca giai đoạn vĩ đại nhất của đội bóng Catalan. Hơn nữa cầu thủ chạy cánh này lại trưởng thành từ chính La Masia. Tuy nhiên ở tuổi 32, việc trở lại đội bóng giàu tham vọng như Barca xem ra quá sức với anh. Và theo tờ Marca, MLS, giải bóng đá nhà người Mỹ là địa điểm hợp lý hơn dành cho Pedro, bởi lẽ Pedro đang nhận được sự quan tâm từ Inter Miami, đội bóng do David Beckham sở hữu, lẫn LA Galaxy, đội bóng cũ Beckham từng khoác áo. MLS vốn là nơi dừng chân, dưỡng già của không ít ngôi sao bóng đá. Vì vậy, khi đã bước sang bên kia sự dốc của sự nghiệp, vượt đại Tây Dương sang Mỹ chơi bóng hoàn toàn là lựa chọn hợp lý dành cho Pedro. Ronaldo có 400 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, là ngôi sao hàng đầu của môn túc cầu. CR7 sở hữu lượng fan đông đảo, thu hút hàng trăm triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Theo Calcio Mercato, Ronaldo vừa trở thành siêu sao đầu tiên cán mốc có hơn 400 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Việc trở thành siêu sao số 1 trên mạng xã hội giúp CR7 thu về rất nhiều tiền từ hợp đồng quảng cáo. Năm 2019, trang Football TV của Italia tiết lộ, siêu sao người Bologna bỏ túi 47,8 triệu USD từ các bài viết đăng trên Instagram. Con số này nhiều hơn thu nhập mỗi năm của CR7 ở Juventus. Theo World, cựu sao Real có 34 triệu USD một năm tiền lương sau khi ký hợp đồng đầu quân cho Juventus vào hè 2018. Ronaldo là cầu thủ có lượng người theo dõi rất lớn trên Instagram, vì vậy nhiều thương hiệu sẵn sàng trả 1 triệu USD cho mỗi bài viết của anh ấy. Tháng sau, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 35. Cho sức người Bologna vẫn duy trì được phong độ ghi bàn ổn định. Mùa này, CR7 có 12 pha lập công trên mọi đấu trường. Juventus rất muốn gia hạn hợp đồng với siêu sao người Bologna. Ziyech có thể tới Arsenal. Theo Calcio Mercato, Ajax Amsterdam đã đưa ra thông điệp khẳng định có thể để Hakim Ziyech ra đi trong tháng 1 này. Ngôi sao người Monaco đang được nhiều câu lạc bộ săn đón, trong đó có Arsenal. Mức giá mà Ajax đưa ra cho Ziyech là 42,5 triệu bảng. Inter đón tin vui từ Giroud. Chia sẻ trên Sky Sports, HLV Frank Lampard thừa nhận tiền đạo Oliver Giroud có khả năng lớn sẽ rời Chelsea trong tháng 1 này. Đây là mục tiêu đang nằm trong tầm ngắm của Inter Milan. Về phần Chelsea, đội bóng này muốn có người thay thế trước khi để tiền đạo người Pháp này ra đi. Szczęsny sắp được trao hợp đồng mới. Theo Calcio Mercato, Juventus đang đàm phán với hy vọng sẽ gia hạn hợp đồng với thủ thành Szczęsny. Hiện tại thủ thành người Ba Lan chỉ còn hợp đồng 18 tháng. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn tới mùa hè năm 2024. Aston Villa săn đón Joe Hart. Theo Sport Mail, Aston Villa đã liên hệ với Burnley để chiêu mộ thủ thành Joe Hart, người mới chỉ có 2 lần ra sân ở mùa giải này. Giờ Villa đang rất cần thủ môn mới do Tom Heaton dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu cho tới hết mùa. Bayern muốn có Hakimi. Theo tờ Marca, Bayern Munich đã liên hệ với Real nhằm sở hữu hậu vệ Hakimi vào cuối mùa giải này. Hậu vệ người Maroc hiện đang khoác áo Dortmund theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Swansea tiến gần đến tiền đạo của Liverpool. Tờ Guardian cho biết Swansea đã bước đầu đạt thỏa thuận mượn tiền đạo trẻ Reece Brewster tới hết mùa giải theo dạng cho mượn. Thiên Nga rất muốn có chân sút 19 tuổi này trước trận derby xứ Wales với Cardiff vào cuối tuần. Sarri giữ Rabiot. Theo tờ World, huấn luyện viên Maurizio Sarri đã quyết định không để tiền vệ Arjen Rabiot rời Juventus trong tháng 1 này. Đây là mục tiêu đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal và Everton. Juventus chưa từ bỏ Icardi. Theo tờ Calcio Mercato, Juventus vẫn đang theo đuổi Mauro Icardi, dù tiền đạo này có khả năng sẽ được PSG mua đứt. Tính đến nay, chân sút người Argentina đã ghi 14 bàn sau 18 lần ra sân cho PSG. Giám đốc của Juventus, ông Fabio Paratici tỏ ra rất lạc quan về thương vụ này. Tottenham tranh hàng của Arsenal. Theo Sun Sport, huấn luyện viên Jose Mourinho đang dành sự quan tâm đặc biệt tới hậu vệ phải Mark Aarons của Norwich. Đây cũng là mục tiêu theo đuổi của Arsenal. Cầu thủ này có mức giá khoảng 15 triệu bảng. Bayern đập tan hy vọng của Chelsea. Huấn luyện viên tạm quyền của Bayern Munich, ông Hansi Flick khẳng định trang lịch rằng David Alaba không phải là cầu thủ để bán. Trước đó, báo giới Anh đăng tải thông tin khẳng định Chelsea đã nhắm ngôi sao người Áo để thay thế bộ đôi Alonso Emerson. U23 Việt Nam đã có mặt ở Buriram chuẩn bị đấu UE. Toàn đội U23 Việt Nam đã đáp chuyến bay từ Bangkok tới Buriram vào lúc 10 giờ trưa nay ngày 6 tháng 1. Kết thúc 4 ngày tập luyện ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, U23 Việt Nam đã lên máy bay di chuyển tới Buriram lúc 10 giờ trưa nay. Các trò của VB Park Hang-seo sẽ có 3 ngày tập luyện làm quen với Sơn Trang Arena trước khi đối đầu với UE vào ngày 10 tháng 1.
Các cầu thủ U23 Việt Nam đang có tinh thần khá tốt, họ vui vẻ, tươi cười trong quá trình di chuyển từ Bangkok về Buriram. Theo kế hoạch, sau khi nghỉ ngơi tại khách sạn, đội tuyển sẽ có buổi tập vào lúc 17 giờ. Trong khi đó, hai cầu thủ bị huấn luyện viên Park Hang-seo loại khỏi danh sách cuối cùng là Trọng Đại và Danh Trung cũng chuẩn bị về Việt Nam. Họ sẽ có mặt tại Hà Nội vào chiều nay. Nếu như U23 Việt Nam có sự chuẩn bị rất chu đáo cho vòng chung kết U23 châu Á, thì đối thủ của chúng ta ngày giao quân U23 UE lại gặp khá nhiều vấn đề. Đội bóng Tây Á cho tới giờ vẫn chưa chốt xong danh sách 23 cầu thủ chính thức theo quy định của ban tổ chức. Thậm chí họ còn chưa tìm được quân xanh để đá tập trước khi gặp U23 Việt Nam. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chung bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.